mình bán mấy giờ chị? 11 giờ anh. 11 giờ. Thường 11 giờ trưa cho đến 9 giờ tối nha các bạn. Quán này mình thấy ăn khá ok nè. Các bạn thấy khách rất là đông không? Nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ đối diện với bệnh viện Đa khoa tỉnh nha. Bên cạnh hệ có rất là nhiều hệ nha các bạn. Gà, thịt cút, rồi còn có cá dầm nữa. Tô đây là có giá 20 cành nhé. Đầy đủ thì có giá 20 cành, còn nếu mà bình thường thì có giá 15 ngàn. Đặc biệt là cá nữa. Quán bánh canh nằm ngay chỗ bệnh viện Đa khoa tỉnh trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Quán này cũng khá ngon nha các bạn. Cá đậm đà. Rồi mưa bão mà hạt bánh canh hệ Phú Nguyên còn dứt nách luôn cả nhà. Mọi người thấy rất là nhiều hệ không? Mọi người đã bao lâu rồi thấy được ăn lại bánh canh hệ này ạ?